Đây là một cái trò ảo thuật về xí ngầu. Thì các bạn đã từng thấy những cái nhân vật có khả năng lắc xí ngầu được theo ý muốn của họ, như là 601 hoặc là 606, hoặc là bất kỳ một cái tổ hợp số nào, cho hay như là từ 1 đến 6 hoặc là 202, 303 gì đó thì tùy ý họ. Thì hôm nay mình sẽ làm thử cho bạn xem. Ở đây mình có những cái xí ngầu rất bình thường, có thể cho khán giả kiểm tra thoải mái, cái hộp cũng vậy. Và bây giờ mình sẽ lắc cho bạn xem nha. Mình đóng hộp lại và mình lắng nghe và mình lắc. Và mình sẽ có được đó là 606 như thế này. Thêm một lần nữa, mình lắng nghe và mình lắc xí ngầu và mình cảm nhận, mình lắc thêm một cái nữa thì có được là 601 như thế này. Thì đó chính là trò thuật này, lắc xí ngầu theo ý muốn. Bất kỳ một cái tổ hợp số nào từ 1 đến 6, 606, 601, 602, 603, 604 gì đó, tùy ý bạn.